Nếu chỉ được chọn một sản phẩm để làm đẹp, chị em chọn gì? Ngoài sữa rửa mặt tẩy trang là thiết yếu thì chỉ được chọn một sản phẩm làm sáng da, một sản phẩm để cải thiện cho da thì chúng ta chọn cái gì? Kem chống nắng à? Hay là serum làm sáng chống lão hóa? Hay là một viên uống đắt tiền? Tại sao lại có câu hỏi như này? Bác sĩ biết rằng một sản phẩm có thể 500, 700, 1 triệu, 2 triệu không là gì so với các chị em, nhưng nó là cả tháng lương, nó là cả những tuần tăng ca của rất nhiều chị em. Nên mình mua sản phẩm mà không bôi được, nó là sự lãng phí. Nhưng đó là tiền bỉm, tiền sữa, nó là tiền các bữa ăn hàng ngày cho các con hay là cho gia đình của chúng ta. Thế nên nếu chỉ được chọn một sản phẩm duy nhất trong làm sáng da thì chúng ta chọn cái gì đây? Nếu mà thoa serum làm sáng da mất ít nhất là 1 đến 2 tháng, thậm chí là 3 đến 6 tháng thì mới có thể cải thiện được. Thế thì trong 3 đến 6 tháng đó thì mình làm gì? Mình ở nhà không tiếp xúc với ai, hay mình mất tự tin làm cho mình u sầu buồn não, mà khi u sầu buồn não lại dễ rối loạn nội tiết tố, dễ sinh ra hormone xấu làm cho mình già đi. Vậy nếu mình không có điều kiện chọn rất nhiều thứ, chọn một sản phẩm thôi thì đương nhiên câu trả lời nó sẽ là kem chống nắng chị em ạ. Nó phải là kem chống nắng nhưng phải có tính năng lên tông da. Vì sao? Trong cái lúc da mình chưa cải thiện, các sản phẩm lên tông da hỗ trợ cho mình thấy tự tin hơn, vì sẽ che bớt các cái khuyết điểm thấy rõ trên da làm cho chị em mất tự tin. Trong thời gian chờ đợi đó thì da mình có cơ hội cải thiện khi mà mình được bảo vệ. Bởi vì nếu mình chọn kem nền mà không chọn kem chống nắng thì da mình tiếp xúc với UV lại sinh ra những đốm nám mới, lão hóa mới. Nên kem chống nắng cộng với tính năng hỗ trợ che khuyết điểm thì nó là lựa chọn đầu tay khi mà da mình chưa cải thiện và chỉ được chọn một thứ. Vậy nếu chỉ dùng kem chống nắng thì có cải thiện được cái gì không, hay là mỗi bảo vệ da? Cũng nó có nhiều cái hơi hơn chị em ơi. Trong các nghiên cứu, chỉ dùng kem chống nắng cũng đã giúp cho nám mờ rõ sau 8 đến 16 tuần. Tuy nó lâu hơn nhưng còn hơn là không có cái sự cải thiện gì cả. Quá chuẩn luôn. Nhưng chị em hãy nhớ phải bôi đủ lượng nhé. Ví dụ là kem chống nắng chúng ta phải bôi một lượng như này. Nhìn nó nhiều đúng không? Nhưng không nhiều đâu. Chị em phải bôi đủ lượng thì nó mới có hiệu quả. Và chỉ số, chị em ghi nhớ nhé, tối thiểu SPF phải là 50 và PA phải từ 3 cộng trở lên. Và hãy ghi nhớ chỉ số PA phải từ 3 cộng, vì dưới 3 cộng thì chống lão hóa cực kỳ kém. Chị em để ý trong các chỉ số nha. Và nếu có chị em chưa biết chọn kem chống nắng cũng như không biết bôi như nào cho đúng cách, có thể nhắn tin trực tiếp với bác sĩ Hiếu. Mình sẽ hướng dẫn cho các chị em chọn kem chống nắng và bôi như nào cho hiệu quả. Và đừng quên che kín hơn, mặc thêm áo chống nắng ra đường để giúp chị em trẻ hơn và tự tin hơn nhá. Bye bye.